Alo, xin chào quý anh em. Bữa nay ngày đẹp mình quay cho quý anh em mình xem tàu cá lưới quay đêm của Phú Yên. Chiếc này là chiếc 97247 của anh Bảy Gành Dưa. Thì nếu như mấy anh em mình, anh em nào trong clip là những người làm lưới quay đêm của Phú Yên á, thì sẽ biết tới chiếc ghe này ha. Đây là mẫu ghe đóng theo mẫu ghe của Nha Trang. Mình đứng nghe đây, mình quay tí xíu cho anh em thấy cái mẫu ghe của Nha Trang. Họ vẽ theo kiểu hai con huyền nó hơi đi xéo xéo, kiểu mắt lưới. Nhìn cái mẫu ghe nó rất là ngầu và lanh. Thì ở cái mẫu ghe mà vẽ theo cái con mắt xéo á, khi chúng ta nhìn ở những cái góc nghiêng á, chúng ta có cảm giác giống như là chiếc ghe nó đang nhìn về cái hướng mình. Còn những chiếc ghe mà mở cái vai ngang á, thì khi mà cái mũi ghe nó cua về cái hướng khác thì chúng ta không có cảm giác đó. Những chiếc ghe mà phải theo kiểu mắt xéo này nè, nhìn chiếc ghe khi chúng ta đứng cái góc nghiêng, chúng ta có cảm giác giống như chiếc ghe nó đang nhìn về hướng mình vậy. Đây, mẫu ghe của Nha Trang dài tầm hơn 20m ha. Mẫu tàu cá đã sử dụng tầm 10 mùa mà anh em thấy đường kim mũi chỉ, những cái nét đường hồ, những cái nét vô bê rất là đẹp. Đây, mình đi lại gần gần quay cận cảnh của tàu cá 247 Gành Dưa cho anh em xem. Ở những cái mùa giải năm vừa rồi thì tàu cá này cũng ghi nhiều cái dấu ấn rất là đẹp. Mà mình không có cơ hội nhiều để quay lại những cái cảnh đó cho anh em xem. Hy vọng là năm tới đây mình sẽ quay nhiều cái cảnh lấy cá đẹp đẹp cho anh em xem ha. Quay chi tiết ở thân tàu, nhìn ở cái góc độ này, nhìn con tàu nó rất là dài. Đi trục lui tí xíu để lấy cái góc thân tàu cho anh em xem. Đấy, bữa nay ngày tốt anh em hạ thủy, thì mình quay clip mình cũng chọn cái ngày đẹp đẹp để quay cho anh em. Chúc anh em xuống nước hạ thủy mùa giải năm 2021 làm ăn thắng lợi. Tàu cá dài tầm 21m, rộng tầm 6m2 6m3, sử dụng động cơ 6HY dòng 2 turbo ha. Thì anh em biết cái dòng 6HY là theo mình tìm hiểu là nó là một cái dòng máy phiên bản nội địa cao cấp của Nhật. Nó sử dụng 2 turbo tăng áp khi chúng ta đi ga cao ở những cái dòng tua lớn á, thì nó sẽ đẩy con tàu đi rất là nhanh. Mà đặc biệt ở những cái con tàu du lịch ở bên Nhật á, những con tàu hay là những du thuyền nữa, thì họ sử dụng cái dòng HY này để họ đấu cái hộp số tầm 1 chấm mấy, cũng tầm 1.9 1.7, hộp số của Ý. Mình đã tham khảo sơ qua những cái con tàu du thuyền nó cũng từng xài những cái dòng máy HY nội địa cao cấp này, và một số tàu du thuyền sử dụng dòng máy Volvo, dòng máy của Thụy Điển. Động cơ 6HY 600 mấy chục mã lực được sử dụng trên con tàu cá dài tầm hơn 20m, tầm 21m ha. Anh em thấy là mình lúc nãy mình có giới thiệu là tàu cá đóng theo mẫu Nha Trang, nhưng mà họ đóng gọi là nó lai lai cái mẫu Thái á. Ở sau anh em thấy là họ khỏe cái đuôi lái á, nó đứng và kết hợp với cái dàn lầu Thái này, nó nhìn nó có cái nét rất là giống ghe của Thái Lan ha, rất là đẹp. Cái mũi nó lao lao nghiêng nghiêng, anh em thấy ghe tầm 10 mùa mà rất là bóng ha, bê rồi rất là sắc sảo. Mình từng giới thiệu cho anh em là ở những cái con ghe tốt á, thì tầm 10 mùa đến 15 mùa thì cái dáng dấp của chiếc ghe hầu như nó không thay đổi. Và đặc biệt anh em, những anh em nào xài kỹ thì cái dáng ghe này nó còn giống như lúc vừa mới đóng xuống vậy. Đây, cái anh đang cuối kia là anh Bảy chủ tàu. Và có một điều đặc trưng nữa là tàu cá lưới quay này sử dụng dòng máy siêu chụp tầm trung ha, cái dòng mà tầm 2 tỷ 6 đến 3 tỷ.
ở Phú Yên thì khoảng tầm 3-4 con tàu cá sử dụng cái dòng siêu chụp tầm trung, còn đa số còn lại là mấy anh em sử dụng cái dòng chụp thông thường. Chỉ có 1-2 tàu cá là sử dụng cái dòng máy chụp, máy siêu chụp. Mình đi tới cái khu vực này để quay cái dàn dai mũi thêm một tí xíu nữa cho anh em xem. Đây mấy anh em đang chuẩn bị công tác ở đưa cái dàn sàng vô rồi hạ thủy con tàu. Mẫu tàu cá rất là sắc bén. Đó, ở clip trước mình từng giới thiệu thì tàu cá của Phú Yên, nhưng mà anh em đóng rất là nhiều xưởng ha. Đây là một cái mẫu tàu cá đặc trưng mà anh em đóng ở xưởng Nha Trang. Mình có quay 1-2 con tàu ở lần trước là cũng giới thiệu đóng ở Nha Trang, nhưng mà đóng ở cái xưởng khác nha. Những con tàu 82 nè, rồi chiếc 76 là những con tàu đó là đóng ở xưởng Hòn Khó Nha Trang. Còn chiếc này là đóng tại Nha Trang xưởng Sông Thủy. Vẽ cái mũi tàu nó liếc liếc nhìn rất là đẹp. Nhìn cái mặt tàu lanh ha. À, anh em thấy cái dòng đặc trưng của những con tàu đóng tại Nha Trang nè, có hai lính đây là đặc trưng của cái dòng dàn lính cảo của Nha Trang, do thợ tiện ở Nha Trang làm. Quay chi tiết ở cái phòng mơ lường luôn cho anh em xem. Rất xuất sắc, hoàn hảo, quá đẹp ha. Tàu cá 21 m, sử dụng động cơ 6 HI, 2 turbo, 650 mã lực và sử dụng máy dò cá siêu chụp tầm trung. Ok, xin chào anh em nha. Hẹn anh em ở một cái clip tiếp theo. Bữa nay mình cũng bận làm ghe nên là không có thời gian để quay nhiều cái con tàu cá và quay cái khoảng thời gian lâu cho anh em được. Ở sau anh em thấy không, có một chiếc tàu cá dài tầm hơn 22 m. Phía bên này là tàu cá của gia đình mình ha, cũng dài tầm 23 m trở lại. Bên này có tàu nhựa, chiếc này thì mình từng quay cho anh em xem rồi. Còn chiếc bên cạnh mà cận cảnh này, đây là chiếc tàu cá của anh Tấn Anh, sử dụng dòng máy siêu chụp 5,2 tỷ, động cơ 6 Yanma 6 AI đập thùng. Đấy, chiếc này là sử dụng Komatsu 750, còn chiếc tàu nhựa này là sử dụng S6R 830 mã lực đập thùng nha anh em. Đấy, quay một nét thoáng qua tí xíu về tàu cá của mình cho anh em xem, rồi mình sẽ làm một cái clip riêng nữa cho con tàu cá của mình ha.